Chà cha ơi, đã quá đã quá các bạn ơi. Nhìn hết sảy đẹp luôn á. Vẫn còn cay, cay quá. Cà tím, cà trắng, cà pháo, cà chua và ớt đặc biệt cay nhất thế giới đây. Xin chào cả nhà. Cả nhà ơi, đợt này ớt nó chín rất là nhiều, cho nên hôm nay Vi ra vườn Vi hái. Cả nhà đi hái ớt với Vi nha. Nè cả nhà ơi, cái này là thật sự là ghiền trồng ớt rồi đó cả nhà. Nhiều lắm luôn á. Đây Vi đem cái mớ này ra ngoài đây để cho dễ thu hoạch, tại vì Vi để tùm lum ở trong vườn chỗ này chỗ kia Vi nhét. Cho nên bây giờ thu hoạch một lần như vậy Vi đem ra đây vừa dễ quay phim cho cả nhà xem và vừa có chỗ để thu hoạch nữa ha. Chứ ở trong kia hả, nó chật nít à cả nhà ơi. Cả nhà thấy như vậy là có mê trồng ớt chưa hả cả nhà? Đây ha, những cái này là Vi đem ra đây. Rồi bây giờ đi qua bên kia coi nha. Đây một mớ giấu ở sau chỗ này nữa nè. Nhưng mà ở đây chật lắm cả nhà ơi, mỗi lần Vi phải chui vô trong này đó. Bên này qua bên này ha. Rồi có một mớ ở bên phía kia nữa cả nhà ơi, nhưng mà thôi chắc Vi nghĩ quay hai cái chỗ đó. Bên này là đủ rồi ha, quay qua bên kia nữa là nhiều lắm luôn á. Những cái anh chị nào mà thích ớt thì có nhắn nhủ với Vi là làm video ớt thu hoạch cho các anh chị xem, thì hôm nay này Vi sẽ thỏa mãn cho các anh chị ha. Vi thu hoạch những cái loại ớt mà Vi trồng trong vườn, và đặc biệt là Vi sẽ để những cái trái giống lại đó để cho các anh chị, tại vì có những anh chị cũng xin Vi cái những cái hạt giống của mấy cái loại ớt Vi trồng đó, thì Vi sẽ để cho tới cuối mùa rồi Vi hái vào, Vi để khô rồi Vi sẽ gửi cho các anh chị nha. Rồi bây giờ mình đi thu hoạch nha. Ở đằng sau này nè có hai cái ớt, là hai cái ớt cherry, nhưng mà ớt này nó không có cay cả nhà ơi. Khi đi mua Vi bị lầm, tại vì trên cái tag ấy, nó ghi là cay nhưng mà rốt cuộc không có cay nơi thì mình biết tất nhiên năm sau mình không có trồng nữa ha. Cái này thì Vi không có để giống đâu, tại vì nó không cay, Vi không có thích á. Ai thích ăn ớt ngọt á, cắt trộn vào xà lách cũng vậy thì ăn nó cũng ok. Đây ở sau này này cả nhà có cái cây gọi là Trinidad Scorpion Hot Pepper, cây này là cây nhì thế giới nha. Cây này thì nó chưa có màu đỏ cả nhà ơi, chỉ có một trái thôi, cho nên Vi sẽ không thu hoạch. Vi sẽ để những cái trái đầu tiên nó chín á để cho nó kịp nó lấy giống. Còn mấy cây này là mấy cây ớt lồng đèn habanero màu đỏ. Cây những cây này là những cây mà Vi ươm từ cái hạt giống ra đó, nó cũng rất là tươi tốt đấy cả nhà ha. Này cũng là một cây mà Vi tự trồng bằng cái hạt nè cả nhà. Nhìn nó cũng rất là tươi tốt ha. Những cái cây này là thường không có cao lắm, nó lùn lùn thôi cả nhà ơi. Cây này á, là cây Carolina Hot Reaper nè. Cây này là cao cây nhất nhì thế giới đó cả nhà. Thì Vi sẽ thu hoạch một ít, còn một ít thì Vi sẽ để lại đi làm giống nha, để có để cho đủ mọi người đầu sinh đó, thì sẽ có ôm mấy trái ở dưới là những trái chín trước thì Vi sẽ để dành lại. Mấy trái
Cây ở đằng sau này nè cả nhà, cây này nó tên là Bodjolokia, rất là cay ha. Nó là 1.500.000 scoville đó cả nhà. Cái hình của nó nè, nó dài dài giống vậy nè. Cây ớt này là năm đầu tiên Vi trồng nha. 1.500.000 scoville đó thì nó cũng bằng cái cây Carolina Hot Reaper, nó cũng thuộc loại rất là cay. Những cái trái ớt cay giống như vậy này thường thường Vi không có dám cắn sống ăn cả nhà ơi, cho nên đa số là Vi cắt để bỏ vào trong sốt nước mắm, hoặc là mình có thể làm ớt sa tế cũng được. Đây, giống như trái này nè thì Vi thấy nó rất là chín rồi, Vi sẽ để làm giống ha. Này, thu hoạch những trái ở trên. Cái hình dáng của nó hơi dài dài mà lúc nào nó cũng nhăn nheo. Bodjolokia. Chắc Vi nghĩ để khoảng chừng 2, 4, 5, 6, 7 trái giống là đủ rồi. Không biết là cái loại ớt này trong đây nó có nhiều hạt không. Thôi chắc để nhiều hơn cho chắc ăn ha. Đây cũng là Carolina Reaper nè. Mấy năm trước mà Vi trồng cái Carolina Reaper này nè, đó là một cây thôi mà ăn một năm không hết. Cả nhà biết tại sao không? Tại vì nó rất là cay. Một trái giống như vậy mình không thể nào mà mình ăn một lần mà hết được đâu nha cả nhà. Mỗi lần Vi làm nước mắm á, Vi cắt bỏ vô khoảng chừng một chút xíu vậy thôi này là nó cay cái chén nước mắm của mình rồi. Cho nên mình ăn dần thôi chứ mình cũng không ăn hết. Cái còn lại á, Vi bỏ tủ lạnh đông đá. Mà Vi ăn cũng không nổi nữa, nó cay quá. Ông xã Vi, ông ăn cay lắm á, mà ông còn chịu không nổi nữa đó. Rồi ông đem lên trên chỗ làm á, có một cái anh bạn á, ảnh ăn, ảnh cắn vậy nè. Trời ơi, nhưng mà Vi nghĩ cái anh đó chắc cái lưỡi của ảnh nó mất cái vị giác rồi cả nhà ơi. Tại vì ảnh ăn, ảnh thấy tỉnh queo à. Nhưng mà nhiều khi ảnh ăn riết mấy cái papi gustative ở trong miệng ảnh á, nó không còn cảm giác nữa, đâm ra ảnh đâu có thấy cay đâu, mà thiệt ra cay khủng khiếp luôn á. À, cho nên sau đó cái còn dư á, cái Vi lấy Vi làm sa tế, trộn chung với sa tế thì rất là cay cả nhà ơi. Làm sa tế thì giữ được lâu lắm, nó đâu có hư đâu. Cho nên mình ăn dần. Năm nay thì Vi trồng nhiều lắm, trồng mấy cây lận. Bận rộn quá cho nên Vi chăm sóc đó, Vi chăm sóc mấy em ớt này thật ra không có được tốt mấy cả nhà. Chứ cái năm mà Vi trồng một cây này thôi này, một cây này từ gấp 3 lần cái cây này nè. Năm nay Vi ham, Vi trồng nhiều quá, cái riết cái mình chăm sóc không có xuể đâu. Rồi mấy cái này để làm giống nha. Cái cây này nè, ngộ lắm cả nhà ơi. Nó ghi cái tác cũng là Carolina Reaper nhưng mà Vi nhìn á chắc chắn là không phải. Tại vì Vi trồng Carolina Reaper rồi cho nên Vi biết cái trái nó phải nhăn nheo và nó có cái đuôi nhọn vậy nè. Đó, mà cái trái này á, cái hình dạng nó hơi tròn tròn. Cho nên nó không phải là Carolina Reaper nha. Nhiều khi lúc mà mình đi mua ngay chỗ vườn giống á, người ta bỏ lộn cái tác, hoặc là mấy cái người mua họ cầm, họ di chuyển tới di chuyển lui, cái họ làm lộn đi phải không? Cái đâm ra cái nó không có đúng. Nhưng mà Vi nghĩ cái loại này á cũng là trong những cái dạng cây, tại vì nhìn cái dáng của nó giống như là mấy cái ớt lồng đèn, cũng là cùng một cái gia đình của mấy cái loại Scorpion, loại Carolina, lồng đèn vậy đó, Habanero, mấy cái loại đó là đều cây hết. Nhưng mà Habanero thì không có cây bằng mấy cái Carolina Reaper với là Scorpion. Cái Trinidad á, cái đó cũng cay dữ dội lắm á, cái đó là 2 triệu scoville á cả nhà. Nhưng mà cái đó nó mới còn trái chín à, Vi cũng không dám hái tại vì Vi muốn để giống để biếu cho cả nhà đó. Trời ơi coi nè. Cái này ăn chắc cái lưỡi của Vi nó rớt xuống luôn á cả nhà ơi. Đây là cái ớt mà Vi gieo lên.
từ cái hạt giống của một cái người mẹ, của một người bạn Vi cho. À, cái ớt này Vi rất là thích cả nhà ơi. Cái này á, là mình ăn sống giống như Vi ăn Vi cắn được, tại vì nó cay nhưng mà cay vừa phải thôi. À, chứ không phải là cay mà cay khủng khủng hoảng giống như cái mấy cái Carolina Reaper ha. Cái này á ăn nó rất là thơm và cái cay của nó thơm mà nó ngon lắm. Cho nên năm nào Vi cũng trồng cái loại ớt này hết. Rồi, Vi cũng sẽ thu hoạch một ít này. Cái này Vi cũng sẽ để làm giống, tại vì năm ngoái Vi hết giống rồi. Cái này hái cỡ như vậy cũng ngon rồi cả nhà. Không cần thiết là phải đỏ lắm, lấy cái đỏ là Vi để làm giống, nhưng mà Vi thấy cái ngon nhất á là cái này nè. Đây, cái màu cỡ này nè là ngon nhất. Hoặc là bắt đầu ướm ướm ra màu cam cam vàng vàng giống như cái trái này nè, cái trái này nè ăn ngon thơm lắm luôn á, vì thích nhất luôn á. Cái cây này chưa có trái nào đỏ hết, này là toàn là màu vàng thôi, nhưng mà chắc đi cũng hái vô ít. Cả nhà xem cái ớt này nè, có phải là cái lá rất là đẹp không? Cái này á, là Vi mua không phải là để ăn, Vi mua để trồng kiểng thôi, tại vì Vi thấy cái màu nó đẹp quá. Nhưng mà cả nhà có biết không, thật ra nó rất là cay. Bữa hôm đó đó Vi mới lấy một trái Vi cắn thử, ồ Vi thấy wow sao cay quá, cho nên Vi sẽ quyết định Vi lấy giống luôn để năm tới trồng ăn luôn. Đó, những cái trái này nè cả nhà, nó bắt đầu nó héo rồi nè, cho nên Vi không có hái nữa ha, Vi để làm giống nha. Cái này vừa trồng ăn được mà còn vừa chưng được nữa, tại vì cái lá nó nè màu tím xanh trắng trắng xanh lạ, nhìn nó rất là hay ha. Ồ, nó cũng nhăn nhèo, nó muốn khô luôn rồi. Ai, mấy trái đó chắc để làm giống luôn á, cay lắm á. Trời ơi chết cái lưỡi nó cay nè. Rồi bây giờ mình đi qua cái khu này. Cái ớt này á, là nó ghi là fish chili, thì giải thích ra là giống như là tiếng Việt Nam là ớt con cá, thì cũng không biết tại sao cái tên vậy, nhưng mà các bạn nhìn trên một cái ớt nó rất là ngộ nghĩnh ha. Nhìn này, đây trên một cái ớt lá màu xanh, rồi lá lại màu trắng với màu xanh, rồi bên này là lá đốm đốm xanh trắng, cũng cùng một cây mà cả nhà nhìn này, quả ớt ha như vậy. Rồi có quả đó thì hai màu đây. À, thấy không, hai màu này ấy này cả nhà, đó những cái quả ớt này hai ba màu giống như mấy con cá hai ba màu vậy đó ha. Chắc là vì những cái quả ớt màu nó ngộ nghĩnh như vậy này cho nên nó mới gọi là ớt cá fish chili. Đó. Trên một cái cây vừa trái ớt màu khác nhau mà vừa lá cũng màu khác nhau nữa, ngộ nghĩnh dễ sợ luôn. Cay hay không thì không biết, chắc lát Vi cũng ăn thử quá. Cũng cay nhưng mà không có cay bằng mấy cái kia đâu, có ngày cay vừa thôi. Nhưng mà cả nhà ơi, cái cay này á nó không có thơm và nó không có ngon như là cái cay của cái em này. Cái cay của em này rất là ngon và rất là thơm kìa, còn cái cay của cái em này á nó kỳ kỳ, nó
sao đâu. Vì không thích, chắc là năm tới vì không trồng nó nữa đâu. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua, đây mình đi qua bên này với cái rổ của mình sẽ thu hoạch bên cái phía này. À, thu hoạch cái mớ ớt dưới này, cái mớ ớt hiểm nhỏ xíu tằng tằng ở dưới này nè, chắc Vi phải lấy cái rổ khác tại vì nó nhỏ quá. Rồi cái này thì chín nhiều lắm cả nhà ơi, nhìn đẹp quá. Cái này á, mỗi lần ăn trái lủng vô miệng, ăn trái lủng vô miệng, nó vừa cho mình ăn luôn, không cần phải cắt ra gì hết á. Trời ơi, cái cây này nhìn nó thấy thương lắm cả nhà, nó lùng lùng mà nó quá trời trái vậy nè. Thường thường người ta nói nhỏ mà có vỏ là vậy đó, nó nhỏ mà nó nhiều trái hơn là mấy cái thằng bự luôn á. Mấy thằng bự đếm đâu có nhiều trái bằng 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 cái em này ha. Thu hoạch cái ớt này mất thời gian quá cả nhà ơi, nó nhỏ tí nị hái lâu. Dây dây tới cái loại này, cái thằng này tên gì ta, em này tên là Cayenne, Cayennetta. Cayenne này á là thuộc dạng ớt mình ăn nó thơm cay, nó ngon nhưng mà nó không có cay giống như những cái ớt kia nha cả nhà. Những cái ớt bên dãy hồi nãy Vi quay á, là thuộc loại những cái ớt cay nhất thế giới á. Cái thằng này là super hot chili, thằng này cay với thơm, Vi ăn rồi cho nên Vi biết. Ôi Vi không có thu hoạch, bây giờ nó chín dữ quá. Thường thường chín quá Vi không thích, Vi thích nó vừa chín tới thôi, vừa chín tới nó ngon hơn ở nhà ơi. Để nó chín quá giống như nó bớt cay lại hay sao. Nè, nó nhăn luôn nè, không thu hoạch á. Tại vì sao biết không, vì muốn để cho Vi thu hoạch một lần cho cả nhà xem luôn. Cho nên có những cái nó đã chín trước rồi đó mà mình không thu hoạch thì nó đâm ra nó quá chín luôn. Nè, ăn giống như vậy ngon nè. Kiểu vậy mà hơi đỏ hơn chút xíu à. Ăn vậy ngon lắm á. Mấy cái nào nhăn nheo thôi khỏi thu hoạch luôn, để cho nó khô luôn. Nhăn nheo à. Trời ơi, vì giật nó vậy không biết nó có bị thương không ta. Tại vì Vi có một tay à nè, cầm cái máy, có một cái tay kia thì giật thu hoạch, giật giật nó giật sao lát nữa gãy luôn cái cây. Chắc không đến nỗi đâu hả, vì đâu có mà mạnh dạn đến cỡ này vậy trời. Ai cái cây này nè, bữa Phi nói với các bạn á, cái trái ớt nó như cái bánh bao vậy đó, nó là Bishop Crown á. Cây này lần đầu tiên Phi trồng nó bự lắm cả nhà, nè một cây mà nó ra to mà cái trái nó cái hình dạng ngộ nghĩnh nè nè. Không biết nó cay không, ăn thử nha. Trời ơi, cái loại ớt này là loại ớt ngọt đó nhà ơi, cay gì chừng. Vậy mà nó ghi ở trên cái này là ớt cay nè, nó ghi rõ ràng là cả nhà, nghe không, nó ghi hot for là cay á, mà rốt cuộc ngọt liệm mà nói bậy bạ thiệt là mình trồng. Nè, cũng cay hết trơn à, Vi ăn tỉnh queo hả? Trời ơi, đúng là thất bại cái ớt này. Là mình bị lầm lẫn à. Rồi, ở trên đây là có mấy cây ớt trên này là chắc chắn là loại cay ha. Tại vì Vi đọc ở trong bản đồ là toàn là 1 triệu 500 Scoville trở lên không à.
Hai cái em này á, là Jolokia White. Nó kêu white là màu trắng, nhưng mà vì thấy nó đâu có trắng đâu, khi mà nó chín là nó ra vàng này. Đó. Thì những cái trái này bây giờ Vi sẽ để giống ha. Vi hái mấy trái trên này thôi. Hái thử vài trái nó đang trắng như vậy vô ăn thử coi nó có cay không. Này có những cái trái này nè. Đó, nó bắt đầu nó ngã ra tím tím cũng ngộ nghĩnh quá. Nè. Này là Jolokia White. Còn cái thằng này, à cái em này cũng Jolokia White nè. Nó chín là nó ra vàng nè cả nhà. Ô, cái vàng này để lại chứ, phải để giống chứ. Rồi cái này là tên là gì? Trinidad Scorpion. Cái Trinidad Scorpion này á, nếu mà dự trên cái, tại vì cái này Vi chưa có ăn, nhưng mà dự trên cái bản đồ Scoville á, à cái bản Scoville á, là nó là cây 2 triệu Scoville, có nghĩa là còn cay hơn cái thằng Carolina Reaper. Thì để Vi ăn thử thử coi nó có thật sự cay hơn không. Còn cây bên này là cây Burning Bush, mà nó chưa có trái nào chín hết, nó đang còn xanh này, cho nên thôi không có thu hoạch ha. Rồi bây giờ mình sẽ qua bên phía này mình thu hoạch. Ở trong này hơi chật nha, chật quá. Đi vô cẩn thận không thôi té. Cây ớt này đẹp lắm luôn á. Nè. Thử nha cả nhà. Mọi người nghĩ cái này chắc kinh dị lắm á. Cái này tên ớt ma là Ghost Lemon. Cái này không thể nào được cả nhà ơi. Cây cây kinh luôn. Mới cái múc này nè mà cái đầu lưỡi Vi hả, nó cay coi như là nó muốn xé cái lưỡi ra rồi. Cái này mà ăn hết trái này chắc là nó lên tới não luôn á, nó khùng luôn á. Ghê quá, ghê quá. Cay cay quá cả nhà ơi. Rồi bây giờ mình hái nó nha. Trời ơi, mấy cái trái ớt này đẹp quá, thấy thương quá, không muốn hái luôn á. Ô cái trái, mấy cái này cứng quá, hái không được cả nhà ơi, phải cắt á. Ui à, vẫn còn cay, cay quá. Cắt nha, cắt nha. Trời ơi, hồi nãy Vi đang quay, cái chậu bóng đường phía sau nó đánh vô cái điện thoại của Vi, rớt cái bạch xuống cục đá. Mà may mắn quá Vi lụm lên chưa có bể cả nhà. Nếu không là buồn luôn á. Bể là tốn hết ngàn mấy đô, phải gần đi mua cái điện thoại khác. Nè nè. Ai da, cái ớt này cay. Wow. Rồi, mấy trái tầng dưới này 2 4 6 8. Tấm chắn này để làm giống ha. Không có hái nha. À, cái ớt bên bên kia á, mình ăn với phở này kia á, rất là thơm ngon ha. Không có cần phải xé nát cái lưỡi ra mới ăn được nó. Mình cắn vô miệng mình ăn là được. Vi là thuộc loại ăn cũng cay lắm á, chứ không phải không cay đâu. Nhưng mà Vi ăn không lại ông xã Vi. Đây nè. Cái này thì là ớt ớt lòng đèn màu đỏ mà nó chưa có chín. Thôi cái đó thì không có hái nha. Bây giờ qua hái bên cái này nè. À, thằng này nè cũng có một mớ đỏ chín nè. Mấy trái ở dưới là chín, là nó ra trước thì mình để chắc để vài trái đi.
nó hơi cao. Lấy trái cam hay để lại nha. Mấy trái ớt này á, Vi trồng, Vi lúc đầu tiên khi Vi trồng thì Vi bỏ compost á. Cái đợt này thì Vi có compost của cù, thì Vi bỏ compost cù. Rồi sau đó Vi thêm ít phân gà mà không phải là phân hóa học, là phân biologic á cả nhà. Vậy thôi, chứ Vi không có cho phân gì thêm cả. Rồi bên này có trái cà màu trắng, thu hoạch luôn trái cà màu trắng nha. Cắt một cái rớt vô cái rổ. Em này là nhỏ hay là được ta? Cái cà trắng này mình không biết. Cái trái này nó lùng lùng mà nó mập mập vậy nè. Cái này năm đầu tiên trồng cho nên Vi không biết nó là làm sao là được nữa. Thôi kệ nó, thu hoạch đại đi. Này cả nhà ơi, Vi yêu nhất là mấy trái cà pháo này. Ôi mấy trà pháo này đáng yêu lắm á. Nè, Vi sẽ để cái trái to này này. Đây đâu rồi, nó đâu rồi, nó trốn dưới này. Đây này. Hả? Bự chưa? Cái tay của mình đâu? Đây. Trái này là để làm giống. Vì có con trái dưới này nó không được đẹp mấy nè. Và nó bắt đầu nó vàng rồi, cho nên để trái làm giống. Còn mấy trái kia mình sẽ hái nha. Ây, thấy không cả nhà? Đây này, đấy. Cắt nha. Sướng không? Cả nhà biết sao Vi rất là thích không? Mấy lần Vi mua ở trên mạng, hồi xưa là Vi thử mua hột ở trên eBay, về trồng không bao giờ nó lên hết á. Năm trước, Vi cũng mua lại nữa mà Vi mua cà pháo màu trắng. Vi trồng ra cái gì cỏ gì bậy bạ mọc không à, nó không phải là cỏ nhưng mà nó cũng ra một cái quả gì nhỏ nhỏ cỡ này nè các bạn, xanh xanh mà nó nhỏ xíu à, nhìn nó cũng hơi dạng như trái cà vậy đó, nhưng mà cà gì mà cái cà kiểu này Vi nhìn Vi thấy ghê quá, cái Vi dục Vi không biết nó là cái gì, nhưng mà cái này là rất là đúng cà của Việt Nam mình rồi này ha. Rồi cảm ơn cái chị trên YouTube cho Vi cái cây giống này nha. Không biết được bao nhiêu trái. Nếu mà Vi thích á, năm sau Vi sẽ trồng nhiều hơn để thu hoạch được nhiều trái này hơn nha. À. Đã không? Ý, ở trong này cũng có này. Trái bự nhất ở dưới đây thì làm giống, còn mấy trái trên này hái. À, bây giờ ô cái trái này bị hư rồi nè, trái này nó bị nứt nè cả nhà, hư rồi không, cắt bỏ đấy. Rồi hết cà rồi cả nhà ơi, ít trái quá. Ủa sao mình trồng tới 4 cây mà có chỉ mấy trái vậy ta? Không được bao nhiêu trái hết, chắc là Vi dỗm đời quá. Cả nhà ơi, 4 cây cà pháo mà được 2, đây, 2 nè, 4 nè, 6 trái cà, được đúng 6 trái cà pháo. Ý, nhưng mà thôi cũng thích như thường à. Thích cái trái cà pháo này quá. Nhưng mà làm sao ta? Làm sao để năm sau mình trồng được nhiều trái ta? Ây da, hay là Vi dỗm đời quá, hay là tại vì cái cây cà pháo nó ít ra trái ta? Cũng chẳng hiểu nữa. Năm sau mình sẽ trồng 10 cây nha. 10 cây để ra được nhiều trái cho mình thu hoạch nha. À, bên kia có hình như có mấy cái cà tím. Chạy qua bên kia thu hoạch mấy trái cà tím nha. Ây da, đây. Cà tím bên hướng này. Ôi bắt đầu nó chật rồi, chui vô đây nó khó. Ây da.
Nhưng bên kia cũng có cà tím để chạy quanh kia. Đây nè. Ui dồi dồi. Ồ trái này quên nó cho nên nó bự quá. Rồi xong lá cà tím cũng bắt đầu vàng như mùa thu rồi. Ây cái em này núp ở sau đây cho nên mập quá. Ây da, hai quả này đại to luôn. Rồi hết rồi đó. Ô ô, ở đây có cà tím nữa mà mình không có thấy. Đây, ở đây có nữa này. Cắt luôn. Thu hoạch cà chua đợt cuối nè. Cả nhà đừng có cười Vi nha, cà chua Vi xấu quá. Hái xong đợt cà chua này là Vi sẽ cắt mấy cái cây này bỏ luôn cho nó sạch vườn. Thôi kệ nó hư á, thì mình dọn vườn sớm. Không tơi nhiều lúc á, mọi năm á, nhiều khi mà tới giờ cuối á, tuyết rơi á, dọn không kịp chạy muốn chết luôn. Cái ở ngoài đường lạnh quá, lúc trời lạnh á, Vi rất là sợ lạnh cho nên Vi không có dám ra đường nữa. Đó. Cái nhiều khi cái trời nó đổ lạnh á, cái Vi để ở ngoài này nè, Vi không dám ra đường để dọn. Cái để đâm ra tới mùa xuân á, dọn cực lắm. Năm nay là Vi sẽ dọn vườn sớm. Tại vì năm nay cây không có tốt, nó hư sớm. Nhưng mà Vi cũng tham khảo có nhiều người đó cả nhà. Cây của họ còn rất là tốt, mà Vi không biết lý do tại sao năm nay Vi trồng thì xấu. Chắc là mình dở quá cả nhà ơi. Mình chưa có nhiều kinh nghiệm ha. Ê, xấu vậy mà cũng được rổ. Ôi, có cái chùm này nhìn cũng đẹp quá nè. Đó, trời ơi, giật luôn cả chùm luôn. Ây da. Ây, thu hoạch kiểu có chùm giống vậy mới đã nè. Lần sau không bứt trần trái nữa cả nhà ơi. Bứt là bứt tùm chùm luôn. Cái năm trước Vi trồng cà chua, trời ơi, nó ra từng chuỗi. Một chuỗi hả, mười mấy, hai chục trái, đã lắm. Không phải như năm nay đâu, năm nay nhìn chán đời quá. Rồi này, đây. Sắp xếp lại nhìn cho nó đẹp đẹp một chút ha. Đó. Cà tím, cà pháo, cà trắng, cà chua và ớt. Cảm ơn cả nhà đã theo Vi đi thu hoạch những trái cà tím, cà trắng, cà pháo, cà chua và đặc biệt là những quả ớt rất là cà. Ở trong đây là có những cái ớt cay nhất thế giới, cho nên ăn sẽ xé lưỡi luôn. Một rổ như vậy là ăn không bao giờ hết nổi cả nhà. Hấp dẫn chưa nào? Cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Xin hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Cả nhà nhớ like, đăng ký, chia sẻ và subscribe kênh để ủng hộ Vi nha. Xin hẹn gặp lại cả nhà. Bye bye. Thanks all for watching and see you next time. Goodbye. Ai ăn ớt không? Tới đây Vi tặng cho vài quả này.